Xin chào mừng các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em ngày hôm nay. Và hôm nay chúng em rất hân hạnh được giới thiệu cho các bác và anh em cũng như là chúng ta sẽ cùng khám phá cái sản phẩm của ngày hôm nay, đó là chiếc loa siêu trầm mang thương hiệu Wiwood chính hãng của Mỹ. Và phiên bản này khác với phiên bản trước, đó là phiên bản trước em đã giới thiệu phiên bản T8i và phiên bản ngày hôm nay là phiên bản T9i. Phiên bản này có cải tiến gì, chất âm ra sao, hình thức như thế nào thì chúng ta sẽ cùng khám phá. Và chúng ta sẽ cùng quay về đây, đây chính là cái thùng mà em vừa mới nhập khẩu về và muốn giới thiệu lại cho các bác và anh em luôn. Và cũng chính như bản thân em, em cũng chưa được xem tận mắt cái thiết kế nó như nào đâu. Và chúng ta sẽ cùng khám phá các bác nhé. Em sẽ bóc hộp luôn cho các bác và anh em cùng tham khảo. Với những dòng súp T9i ở phiên bản trước ấy, thì em đã có video review rất là kỹ. Đó là một trong những dòng súp mà nó có cái thiết kế rất đặc biệt, độc đáo, nhờ những cái thiết kế bát cộng hưởng. Chúng ta thường thấy là những cái dòng súp thông thường nó sẽ có một bát thôi, đúng không ạ? Nhưng mà dòng súp cộng hưởng nó sẽ có tới tận hai loa bát. Và cái loa bát cộng hưởng thì nó sẽ làm nhiệm vụ là triệt tiêu cái âm áp suất trong thùng, cũng như là để cho cái tiếng trầm nó sâu hơn, lan tỏa hơn. Và đấy là những cái công nghệ phải nói rất đặc biệt của cái hãng Wiwood này được phát triển. Và cái công nghệ chế tạo của cái dòng súp bát cộng hưởng nó cũng sẽ khó hơn để kiểm soát được cái hơi áp suất trong thùng nó đẩy ra đấy, thì nó rất là khó các bác nhé, để cho chất âm hay. Rồi chúng ta sẽ cùng đi về cái phía bên ngoài đi. Anh em có thể thấy được thùng nó thiết kế hai lớp các bác nhé. Xin mời camera tiến lại gần đây, bên trong thì chúng ta có thể thấy được nó cũng thiết kế xốp góc rất là chắc chắn đúng không ạ? Anh em có thể thấy được nó thiết kế đúng theo bốn cái chân và một cái vành bát, đó tương ứng với bốn cái chân này và tương ứng với vành bát này. Nó có một cái dây nguồn, tạm thời chúng ta bỏ qua. Rồi rất là đẹp đúng không ạ? Anh em có thể thấy được là một cái thiết kế cực kỳ là sang trọng. Đây là phần úp đất các bác nhé. Bốn chân được lót mút xốp này. Camera tiến lại gần đi cho các bác và anh em cùng quan sát đi. Bốn cái chân này các bác thấy chưa? Chân này có mút xốp để làm gì? Để khi chúng ta đặt xuống thì nó sẽ tạo ra một cái giảm chấn ấy, nó giống như cái lò xo ấy, giảm một cái rung động. Và đây là bằng bát. Bát này là bát cộng hưởng các bác nhé. Bát ở phía dưới đất nó sẽ là bát cộng hưởng. Có một cái logo hình vương miện này. Logo Wiwood Acoustic LTD, đó là công nghệ do cái hãng Wiwood phát triển. Vương miện nó khẳng định luôn là cái chất lượng nó thuộc là top đẳng cấp thế giới. Gân cao su rất là dày và nó rất là mềm nữa các bác nhé. Mềm để tạo cho cái áp suất nó xuống sâu, cái tiếng trầm xuống sâu. Và đây là có cái tem logo Wiwood chính hãng ở đây. Chúng ta có thể đấy là hàng xịn sò chính hãng thì nó sẽ như vậy. Lớp sơn đen bóng các bác nhé. Mỗi một chân nó sẽ có cái chữ Wiwood ở đây, là chúng ta có thể thấy được là nó khẳng định luôn cái vị trí của nó chi tiết từng đường nét một. Xin phép được lật để cái loa trầm thì các bác và anh em cùng quan sát nhé. Phía bên trên nóc của nó thì cũng sẽ có một cái miếng xốp này cũng rất là dày, và khi vận chuyển nó xa như vậy thì các bác và anh em hoàn toàn yên tâm. Chúng em thì gửi hàng khắp cả nước, 64 tỉnh thành, gửi rất rất nhiều rồi và rất là kinh nghiệm trong những cái vấn đề vận chuyển, các bác và anh em có thể yên tâm. Rồi đây là tổng hòa phía trước đi, nhìn nó không khác gì T9 đâu các bác nhé, không khác gì cả, cũng có mấy EKG như vậy, có cái logo Wiwood ở trước đây. EKG thì được vát các cái góc này cũng là rất là nam tính đúng không ạ, rất là hài hòa, nó cũng sẽ cân đối với cái thiết kế thùng. Và khi chúng ta mở EKG ra đây, chúng ta sẽ cùng quan sát được EKG thì có bốn cái chân nhựa này để chúng ta gắn được với cái phía mặt phía trước, logo Wiwood ở phía trước đây. EKG bằng lụa, cái EKG lụa thì nó sẽ giúp cho cái tổng hòa cái thiết kế giữa cái lớp sơn đen bóng này với một cái EKG lụa này thì nó tạo cái cảm giác mềm mại hơn. Và đương nhiên là cái EKG lụa này giúp chống được bụi bẩn này, rồi cũng như là giúp cho cái âm trầm nó được lan tỏa nhờ các cái khe, những cái đường chỉ này, nó cũng sẽ giúp một phần nào đấy để giúp cho âm thanh nó được mềm mại hơn các bạn nhé. Rồi chúng ta tạm bỏ sang một bên cái EKG này, rồi quay về mặt trước đây. Đây là một chiếc bát tương tự như bát úp đất, thì cái bát này cũng sử dụng một màng màu trắng này, logo Wiwood ở cái nón này, vương miện này, chúng ta thấy in rất sắc nét đúng không? Rồi cái gân này bằng cao su và chúng ta ấn nó rất là mềm, và khi chúng ta vỗ ở đây thì cái áp suất trong thùng nó cũng sẽ tạo ra một cái cộng hưởng cho cái loa bát ở phía dưới đây nó hoạt động. Và chúng ta có thể thấy được là với cái thiết kế như này nó tương tự như T8i
bát này đánh thì loa bát cộng hưởng phía dưới nó cũng sẽ đánh. Ở trên này chúng ta thấy được một cái logo WeWork hàng chính hãng này. Đó. Và bên này thì là một cái tem số 1, One Year, tức là bảo hành 1 năm các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng quay về phía sau, nó có cái gì khác với phiên bản T8 hay không. À rồi, về cái tổng hòa thiết kế của nó giống y xì như T8i vậy, đúng không ạ? Cũng có hai đường tín hiệu vào theo hình búng sen. Rồi một đường new trick để chúng ta lấy tín hiệu từ high level input. Một cái giải lưới tản nhiệt ở đây, màu trắng, đúng không ạ? Rất là đẹp nữa. Và đây nó chỉ khác là T9i thôi. Nhưng mà theo cái công bố của nhà sản xuất thì cái phiên bản này đánh mạnh hơn, uy lực hơn các bạn nhé. Về công suất tiêu thụ điện thì nó cũng khoảng tầm 500W thôi. Nhưng mà nhà sản xuất người ta đã công bố là đã được cải tiến cái nâng cái công suất của bát lên, nó chịu đòn hơn, đánh sâu hơn, lực hơn. Và chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ cùng đi sâu chi tiết về cái phần trải nghiệm chất âm sau các bạn nhé. Lần sau chúng ta sẽ cùng thấy luôn là nguyên một cái mảng này nó là một cái mảng nhôm đồng màu với cái lưới tản nhiệt này. Tức là ngoài cái lưới tản nhiệt này thì cái mảng nhôm này nó cũng làm nhiệm vụ tản nhiệt để cho cái hệ thống công suất nó được mát trong quá trình vận hành, mặc dù đặc biệt là vận hành trong thời gian dài. Và theo cái công bố của nhà sản xuất thì cái phiên bản này thì đánh tiếng sẽ lực hơn này, rồi hoạt động ổn định bền bỉ hơn so với phiên bản T8i trước vì nó nâng cấp hơn. Và chúng ta có thể thấy được một cái, chúng ta sẽ cùng tiến lại gần một chút, em sẽ giới thiệu sơ qua cho các bác và anh em một vài cái thiết kế, cái cách sử dụng. Đây cái đường này là LFE, là tức là như nào, chúng ta có thể lấy tín hiệu từ các cái hệ thống xem phim, tiếng trầm cắt từ hệ thống xem phim từ đường nâng tiếng mà hoặc là từ vang ấy, mà nó có đường cắt súp ấy, chúng ta đưa vào đây. Và tương tự như vậy, đây là đường low level input, là chúng ta lấy bất cứ tín hiệu từ âm ly, từ giải mã, từ nâng tiếng vân vân, có thể đưa vào đây. Chỉ cần một giây thôi, tại vì trầm nó chỉ có một quả thôi mà. Và một điều đặc biệt là cái đường new trick này thì chúng ta có thể đấu vào trực tiếp vào âm ly, đấu trực tiếp vào đường ra của âm ly, đường ra loa đấy, hoặc là đấu đằng sau của loa chính chúng ta chưa vào đây. Nhiều anh em sẽ hỏi vào là như vậy thì nó sẽ ăn công suất của âm ly hoặc của cục đẩy của chúng ta hay không. Xin thưa các bác và anh em là không nhá, nó chỉ lấy tín hiệu và nó sẽ dựa vào cái mạch khuếch đại công suất ở trong này và nó kích hoạt lên cái tiếng trầm, nó sẽ đồng bộ cùng với đồng pha cùng với loa chính. Và đây là cái công nghệ phải nói là đặc biệt nhất của cái hãng WeWork này. Và tại sao mà cả phiên bản T8 cũng vậy đều sử dụng qua đường new trick này, sẽ cho cái chất lượng âm thanh nó vượt trội hơn so với các cái đường này, là vì đường này thì nó còn phụ thuộc vào cái vang số của bác và anh em này, của nâng tiếng này, rồi các cái đường cắt súp nữa, tinh chỉnh có tốt hay không nữa các bạn nhé. Có nghĩa là nguồn tín hiệu đầu vào mà nó tốt, nó chuẩn thì sẽ cho âm thanh nó là chuẩn nhất. Và chúng ta sẽ cùng quay lại một lần nữa trước khi đi vào phần test chất âm. Và cái thiết kế của nó tổng hợp rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp và sang trọng, lịch lãm, nam tính, mà nó có một cái gì đó nó rất là sang chảnh nữa, đúng không ạ? Chúng ta gọi từ sang chảnh đi, tại vì nó một cái lớp sơn màu đen nó đã toát lên cái gì đó nó rất là xanh điệu rồi, đúng không ạ? Mà lại đen bóng nữa. Rồi y căng bằng lụa ở phía trước này, màng bát thì gọi là màu trắng, bát cộng hưởng ở phía dưới đó, nhìn rất là đẹp. Kích thước của nó cũng rất là vừa phải thôi, và với cái công suất của nó lên tới 500W như vậy thì nó có thể dễ dàng đánh với không gian khoảng tầm từ 30-40 thậm chí là 50m² các bạn nhé. Chúng ta có thể phối ghép với loa bát 20, loa bát 25, loa bát 30 cũng được các bạn nhé. Đó là cái một vài cái thông số để chúng ta sẽ cùng tham khảo. Về cái phần kích thước, về phần kích thước thì em sẽ đo cho các bác và anh em cùng tham khảo cái kích thước của cái quả súp này. Súp này thì chiều sâu của nó thì khoảng tầm 43, nếu mà tính cả tản nhiệt là 44 các bác nhé. Chiều sâu là 44, chiều cao là 46 và chiều rộng là 40 các bạn nhé. Chiều rộng là 40, chiều sâu là 44 và chiều cao là 46, để chúng ta có thể thấy được nó dễ dàng phối ghép trong không gian gia đình. Và cái điều đặc biệt là cái phiên bản mà kết hợp cả bát mặt và bát úp đất như thế này thì chúng ta có thể bố trí ở bất kỳ nơi nào trong không gian gia đình đều được các bác nhé. Nhiều anh em sẽ hỏi bảo là cái này để gầm cầu thang, gầm bàn, gầm ghế có được không? Được các bác nhé, vì đây là một sự kết hợp của hai dòng loa súp bát mặt và bát đánh úp đất, cho nên âm thanh nó đánh lan tỏa 360 độ và với những tiếng trầm thì nó sẽ không có hướng, tức là nó vô hướng. Mặc dù là chúng ta có thể ngồi đây, chúng ta ngồi đây, ngồi sau đây thì tiếng trầm nó vẫn như vậy đấy. Nó có được điểm của những dòng bát cộng hưởng kết hợp với bát mặt và bát úp đất như vậy. Và với đặc điểm của những dòng súp mà
Ba cộng hưởng như này thì nó không có cái tiếng phì phì ở lỗ thông hơi, và đây là một trong những công nghệ của nó rất đặc biệt, tiếng trầm sâu, mềm, chắc, gọn và uy lực nữa, không có cái tiếng khó chịu đầu đầu như những dòng chùm trầm thông thường. Và cái công nghệ chế tạo ra những dòng trầm nó rất là khó, cho nên cái giá thành của nó sẽ đắt hơn so với những dòng trầm thông thường các bạn nhé. Và đây là phiên bản có thể nói rất đặc biệt. Và ngay sau đây thì xin mời các bác anh em cùng quay về phần chính để test chất âm cái loa siêu trầm này. Và ở đây thì em đang phối hợp với Luna VA12 phiên bản mới. Phiên bản này thì em sẽ giới thiệu sau các bạn nhé. Và đang đánh với cục đẩy X7DAC, và em sẽ lấy tín hiệu trực tiếp từ cục đẩy X7DAC kia qua đường cắt sub thông thường để cho anh em cùng nghe các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc. Xin chào các bác và anh em, xin mời chúng ta sẽ cùng đeo tai nghe và thưởng thức cái chất âm của chiếc loa siêu trầm T9i phiên bản mới hoàn toàn của năm 2021. Mới hơn, đẹp hơn, hay hơn, lực hơn so với phiên bản T8i các bạn nhé. Phiên bản T8i thì phiên bản trước em đã có rất nhiều video giới thiệu cho các bác anh em. Nhưng mà phiên bản này sẽ là phiên bản nâng cấp, để chúng ta sẽ cùng một lần nữa trải nghiệm lại cái chất âm của những dòng loa bass cộng hưởng cực kỳ là đẳng cấp thế giới. Chất âm hay, hình thức đẹp và giá thành rất là phải chăng các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ tắt thử cái loa trầm đi các bác và anh em cùng nghe là khi có cái loa trầm và không có loa trầm nó sẽ như thế nào. Và như vậy là các bác và anh em có thể thấy thì khi tắt loa trầm đi thì âm thanh nó khá là mỏng và cái tiếng trầm nó cũng sẽ thiếu đi cái sự uy lực và chúng ta nghe nó rất là nhàm chán. Hiện tại em chỉ chơi duy nhất một đôi loa VA12 phiên bản mới đây. Để chúng ta thấy được là khi không có loa trầm thì nó cũng sẽ là một thiếu sót rất là lớn trong bộ dàn karaoke chúng ta. Như vậy là các bác anh em có thể thấy được là thêm loa trầm vào thì chúng ta sẽ có cảm giác hưng phấn hơn rất rất nhiều so với không có loa trầm. Và đây cũng là chính là lý do vì sao mà chiếc loa trầm từ phiên bản trước là T8i thì bọn em đã cháy hàng ngay khi giới thiệu. Và phiên bản T9i này sẽ là một cái phiên bản thay thế hoàn toàn so với phiên bản T8i. Và phiên bản này là nâng cấp của T8i, hay hơn, lực hơn, chắc hơn và vẫn kích thước như vậy thôi. Nhưng mà sẽ có một chút thay đổi về giá một chút các bạn nhé.
Và một lần nữa em sẽ tắt thử con loa trầm đi các bác, anh em cảm nhận cái chất âm ngay sau khi không có loa trầm nó sẽ như thế nào các bác nhé. Như vậy là các bác và anh em có thể thấy được âm thanh rất là mỏng và thiếu đi cái sự uy lực cũng như là giảm đi hưng phấn rất nhiều so với khi không có loa trầm đúng không ạ? Và anh em phải đeo tai nghe và chúng ta mới cảm nhận âm thanh nó được trung thực hơn các bác nhé. Và rất là cảm ơn các bác và anh em, những người đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng Hoàng Long trong thời gian vừa qua. Các bác và anh em quan tâm và ủng hộ có thể gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của Hoàng Long tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc.